Nhiều ạ. À, Thùy Lâm nè. Và thật sự thì hôm nay thì anh rất là vui được nắm tay em dẫn từ trong sân khấu ra tới hôm nay. Thì anh rất là cảm thấy rất là hạnh phúc. Phải không ạ? Phải không các bạn? Dạ xin cảm ơn anh. Đầu tiên thì xin cho phép Thùy Lâm được gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt trong khán phòng và lời chào đến tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp. Lời chào trân trọng nhất. À, Thùy Lâm nè, và bây giờ thì anh không biết là gọi em như thế nào, là ca sĩ Thùy Lâm hay là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam? Em thích cái danh hiệu nào ạ? Dạ thật sự là anh gọi như thế nào cũng được, vẫn là Thùy Lâm thôi. Và hiện nay thì em đang vẫn còn rất là hạnh phúc trong cái danh hiệu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Và cũng rất là hạnh phúc khi mà đã được tất cả ban tổ chức cũng như là ban lãnh đạo Việt Nam và tất cả quý vị khán giả đã tin tưởng vào em, đặt niềm tin để cho em đi thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới. Vâng, xin cảm ơn em. Và anh được biết là sau khi cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ quốc tế kết thúc thì đây là lần đầu tiên mà em xuất hiện trong chương trình ca nhạc trực tiếp ngày hôm nay. Và anh biết là trong khán phòng ngày hôm nay cũng như là khán giả đang xem đài truyền hình có rất là nhiều câu hỏi muốn đặt cho Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Thùy Lâm. Thì anh sẽ hỏi em một câu hỏi như thế này. Anh được biết là trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ thì người ta nói là ngoài cuộc thi sắc đẹp ra còn là một cuộc thi về sức khỏe nữa. Thí sinh nào mà càng khỏe thì càng tốt, tại vì đây là một cái cuộc thi mà diễn ra trong vòng một tháng thì thí sinh phải thức dậy sớm rồi thức khuya rồi tập luyện rất là nhiều. Và tất cả những hoa hậu trên thế giới thì người ta đã đoạt giải cách đây khoảng một năm và người ta có thời gian để người ta tập luyện và người ta trau dồi cái vốn kiến thức của người ta. Nhưng mà riêng em thì anh thấy là sau khi mà đăng ngôi qua vị Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam chỉ cách khoảng 15 ngày thôi đúng không? Dạ, và vâng. Em lại tiếp tục bước vào một cái cuộc thi sắc đẹp mới nữa thì điều đó có làm sức khỏe của anh ấy, của em có vấn đề gì không ạ? Dũng hồi hộp. Thật sự là ngày hôm nay mới được phỏng vấn Hoa hậu đó quý vị và các bạn ạ. Thật sự thì cũng có rất là nhiều người nói là em nhìn có vẻ liều yếu đầu tơ, nhưng mà thật sự là em cũng hoàn toàn rất là ngạc nhiên khi mà qua thời gian một tháng cùng sinh hoạt với tất cả các bạn hoa hậu trên thế giới, vào tất cả ngày nào em cũng đầy đủ sức khỏe để tham gia tất cả các hoạt động, chứ không phải như báo chí hoặc là trên mạng có nói là có một ngày Thùy Lâm bị bệnh rất là nặng rồi phải vào bệnh viện rồi này kia. Thật ra chỉ là một chút xíu thôi, hôm đó em bị say sóng khi mà ngồi trên tàu đi qua Vinpearl, và cái đó chỉ là em được bên ban tổ chức MGO nói là thôi bây giờ nghỉ ngơi để cho cái cuộc phỏng vấn hôm sau. Chứ thật sự thì từ lúc bắt đầu tham gia cuộc thi hoa hậu cho tới bây giờ thì sức khỏe của em vẫn luôn tốt. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn. Và Thùy Lâm nè, thực ra thì khi mà bạn đoạt giải cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam thì và là đại diện của Việt Nam để mà tranh tài với các hoa hậu trên thế giới thì có rất là nhiều ý kiến sẽ đồng thuận là Thùy Lâm xứng đáng danh hiệu này và Thùy Lâm sẽ đại diện cho con gái Việt Nam để mà tranh tài sắc đẹp với các hoa hậu trên thế giới. Nhưng mà có những ý kiến là họ không đồng ý. Họ nói là Thùy Lâm chỉ là ca sĩ thôi thì làm sao đi thi, phải chọn người khác xứng đáng hơn, cô A, cô B, cô C gì đó. Và bên cạnh đó thì trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi thì em cũng như là gia đình gặp rất là nhiều áp lực và có những cái điều mà nói ra nó vô và làm ảnh hưởng đến tinh thần cũng như gia đình em. Thì em có thể kể cho anh nghe cũng như là khán giả được không ạ? Thật sự là thưa anh Trung Dũng cũng như thưa tất cả quý vị là khi mà Thùy Lâm đoạt được Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam và được giao trọng trách đi thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới thì bản thân Thùy Lâm và đặc biệt là gia đình Thùy Lâm cũng gặp rất là nhiều áp lực từ mọi phía. Mà có thể là em kể thì không có thời gian để có thể kể hết được. Nhưng mà cho tới hôm nay thì Thùy Lâm xin được cảm ơn tất cả các ban lãnh đạo của Việt Nam cũng như là an ninh quốc phòng của Việt Nam và tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho Thùy Lâm trong suốt thời gian qua để Thùy Lâm có đủ động lực cũng như là gia đình để hoàn thành tròn trách nhiệm của mình. Và tới hôm nay thì Thùy Lâm rất là vui vì đã làm tròn cái sứ mệnh của mình là giới thiệu về văn hóa truyền thống và con người Việt Nam, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam trên thế giới tới tất cả các nước bạn. Thùy Lâm rất là vui và xin cảm ơn tất cả các quý vị. Xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn Thùy Lâm. Và bây giờ thì chắc chắn là để đáp lại tình cảm của khán giả thì Thùy Lâm sẽ hát thêm một ca khúc nữa chứ ạ? Thay cho lời cảm ơn một lần nữa của Thùy Lâm gửi đến tất cả các quý vị, Thùy Lâm xin gửi tặng quý vị một bài hát của nhạc sĩ Hoài An có tên gọi Một Giấc Mơ. Mời quý vị cùng nghe. Xin cảm ơn anh.
giây gần nhau, ngày sau biết bao ân tình. Một phút giây rời xa, ngày sau mãi còn niềm đau. Người ơi đâu biết trong lòng em vẫn còn nhớ thương hình bóng anh ngoài vàng. Dù cách xa nhau rồi, hai đứa hai phương trời, mắt sâu rơi lệ khóc cho một mối duyên tình. Người có quên không người, một giấc mơ hay ơi người ơi. Chẳng những khi ta cười, để biết sao là đau. Phải chăng lúc mình xa nhau đường đời hai lối, nên mình em đi về sẽ không còn anh bên vai kề. Ngày hát xưa u sầu, anh biết không tình em vẫn thế hoài mong chờ. Biết đâu một mai xuân về, tình sẽ thôi tay về, một giấc mơ vương anh ngoài hiên. Chẳng lúc mình xa nhau đường đời hai lối, đêm mình em đi về sẽ không còn anh bên vai kề. Ngày hát xưa u sầu, anh biết không tình em vẫn thế hoài mong chờ. Biết đâu một mai xuân về, tình sẽ thôi tay tề, một giấc mơ bước anh ngoài hiên. Tình em vẫn thế hoài mong chờ. Biết đâu một mai xuân về, tình sẽ thôi tay tề, một giấc mơ bước anh ngoài hiên. Tình em vẫn thế hoài mong chờ. Biết đâu một mai xuân về, tình sẽ thôi tay tề, một giấc mơ bước anh ngoài hiên. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị đã dành tình cảm cho Thùy Lâm trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả quý vị.